Quan chức tình báo Ukraine nói đòn tập kích tên lửa nhằm vào Sevastopol đã làm hỏng nặng một tàu ngầm và một tàu đổ bộ của Nga. Một tàu ngầm tấn công và một tàu đổ bộ cỡ lớn của đối phương đã bị đánh trúng, hư hỏng đáng kể trong đòn tấn công. Có thể nói rằng chúng không còn khả năng sửa chữa, Andriy Usov, phát ngôn viên Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, GUA, cho biết hôm 13 tháng 9. Phát ngôn viên Usov không nêu tên hai tàu chiến Nga bị hỏng, nhưng nhà phân tích quân sự Ukraine Volodymyr Zabrovsky nhận định đó là tàu ngầm Rostoponen thuộc lớp Kilo và tàu đổ bộ cỡ lớn Min. Quân đội Ukraine cũng công khai thừa nhận tiến hành đợt tập kích, động thái hiếm gặp với những cuộc tấn công nhằm vào bán đảo Crimea và lãnh thổ Nga. Chúng tôi đã thực hiện đòn tập kích thành công nhằm vào hạ tầng và lực lượng hải quân đối phương tại cảng biển của thành phố Sevastopol sáng 13 tháng 9, cơ quan này cho hay. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Ukraine đã triển khai 10 tên lửa hành trình và 3 xuồng tự sát không người lái, đánh chặn được 7 quả đạn và toàn bộ xuồng đang tiếp cận Sevastopol. Giới chức Nga thừa nhận hai tàu hải quân đang nằm cảng bảo dưỡng đã bị hư hại trong vụ tấn công, nhấn mạnh chúng sẽ được sửa chữa và trở lại biên chế chiến đấu. Nga sáp nhập bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý hồi năm 2014. Moscow nói rằng kết quả trưng cầu dân ý cho thấy hầu hết người dân Crimea muốn trở thành một phần của Nga, song Kiev và các nước phương Tây xem động thái này là bất hợp pháp. Ukraine tuyên bố sẽ giành lại Crimea bằng mọi giá, kể cả biện pháp quân sự. Sevastopol, nơi đóng quân của hạm đội biển đen Nga, cùng các địa điểm khác ở Crimea thường xuyên bị tấn công kể từ khi Moscow mở chiến dịch ở Ukraine. Một nguồn tin Ukraine cho biết các cuộc tập kích nhằm vào Crimea là phần không thể thiếu trong chiến lược phản công của họ. Hoạt động này nhằm cố gắng cô lập bán đảo Crimea và gây khó khăn cho Nga trong duy trì hoạt động quân sự trong giao tranh với Ukraine tại các khu vực khác. Tuy nhiên, nhiều quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định những đợt tập kích nhằm vào bán đảo Crimea mà Ukraine thực hiện chỉ là nỗ lực đánh lạc hướng, thậm chí có thể lãng phí nguồn lực quý giá trong chiến lược, có nguy cơ khiến lực lượng Ukraine bị kéo căng giữa nhiều trục tiến công. Theo VN Express, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.